lộ tên Phi Nhung đã xuất viện, chuẩn bị về Việt Nam. Thời gian qua, bệnh tình của Phi Nhung luôn được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Mới đây, con gái của Phi Nhung bất ngờ hé lộ tình trạng sức khỏe hiện tại của mẹ với mọi người. Trao đổi với báo chí, cô cho biết mẹ Phi Nhung vẫn đang được điều trị và tiến triển rất tốt theo từng ngày. Theo thông tin được Wendy chia sẻ, tình hình hiện tại của mẹ đã có những dấu hiệu chuyển biến tốt so với thời gian đầu nhập viện điều trị. Không chỉ có y bác sĩ tận tâm giúp đỡ cô, mà nhiều khán giả đồng nghiệp vẫn luôn cầu nguyện cho Phi Nhung có thể sớm khỏe mạnh và quay trở về bên gia đình. Trên trang cá nhân Wendy đăng tải hình ảnh với mẹ ngày trước, kèm dòng trạng thái: "Mau khỏi bệnh rồi về mẹ nhé." Tháng năm ấy thật hồn nhiên và bình yên mẹ nhỉ. Đây được xem như là một tín hiệu tốt về sức khỏe của Phi Nhung sau tháng ngày điều trị tại Mỹ. Giọng ca bông điên điển được biết là nhập viện trong tình trạng khẩn cấp và phải có sự can thiệp của máy emo. Trước đó, nhiều thông tin xấu về tình trạng của cô được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Quản lý và người thân của Phi Nhung đã liên tiếp phải đứng ra đính chính tình xấu. Thông tin Phi Nhung mắc Covid-19 trước đó đã được quản lý thông báo trên trang cá nhân. Quản lý của Phi Nhung chia sẻ trên trang cá nhân. Thay mặt Phi Nhung xin cảm ơn sự quan tâm của khán giả, báo chí trong những ngày qua. Phi Nhung đang được điều trị COVID-19 tại bệnh viện Chợ Rẫy. Phi Nhung hẹn gặp lại mọi người trong thời gian sớm nhất. Mong mọi người cùng cầu nguyện cho Phi Nhung trong khoảng thời gian khó khăn này.